Khoan đã, các bạn biết tin gì chưa? Thì mình mới vừa tạo cái kênh mới cùng với Vedac về tựa game Toilet Tower Defense. Nên là nếu như các bạn cần những dịch vụ về gem hay là unit thì các bạn có thể tham khảo kênh mới của mình ở dưới phần bình luận nha. Và đừng quên là các bạn có thể sở hữu ngoại tộc với 4 với 145k dưới phần bình luận nha. Thì đến với bí mật đầu tiên, có phải là chúng ta vẫn hay thường nghĩ trái fan cần chỉ là một trong những trái gọi là phế nhất trong Blockfoot đúng không? Bởi vì trong những trái hệ John thì chỉ có trái fan cần là một trong những trái phải gọi là siêu lõ. Nhưng mà thật ra thì các bạn đã nhầm rồi. Đây, để anh cho em xem sức mạnh của trái fan cần nha. Đi fan à, let's go. Thôi, bây giờ em thử nhảy lên cái thùng này thử đi Phúc. Nhảy được không? Không, đâu nhảy tới đâu. Đó, bởi vậy chơi fan cần nữa coi nè nha. Anh chỉ cần mọc cánh fan cần lên thì... What the hell? Anh được nhảy cao hơn hả? Bình thường anh nhảy cũng có tới đâu, nhưng mà khi anh bật cánh phanh cành lên thì một hit là gục. Bây giờ còn ai chơi với phanh cành phế nữa không? Có thể leo lên tủ đồ đó nha. Ủa rồi có tác dụng gì hả? Thì vậy thôi á. Thì tóm lại, sau cái bí mật này các bạn có thể khẳng định là trái phanh cành cũng không có tác dụng gì hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một bí mật cực kỳ kinh khủng của trái Dragon. Thì trái Dragon như các bạn biết hiện tại nó đã không còn có thể sở hữu được nữa rồi, trừ những người mà đã mua vĩnh viễn thì bây giờ chúng ta không thể nào mà thấy ai xài trái Dragon được nữa. Tuy nhiên có một cái bí mật cực kỳ bá đạo về trái Dragon này, đó chính là khi mà bạn biến hình dạng rồng. Và nếu như người chơi khác sử dụng những cái món vũ khí bình thường quýnh các bạn như là melee chẳng hạn. Xài melee quýnh nó đi. Các bạn thấy không? Máu chúng ta mất rất ít luôn, thậm chí là không mất máu luôn chẳng hạn. Được 5 mà. 1000 đam đúng không? Thì như các bạn thấy những cái melee siêu mạnh như là quyết quy thuật này nhưng mà chỉ gây ra được 1000 máu trên một chiêu thôi. Bởi vì trái Dragon này khi mà biến hình dạng rồng nó sẽ cho chúng ta cái gọi là giảm sát thương. Tuy nhiên có một món vũ khí trong Bloodfoot mà có thể chém xuyên qua được cái lớp giáp của con rồng này, đó chính là song kiếm CDK. Các bạn tin không? Hiện tại thì mình đang có 13.000 máu, đầy máu luôn nha. Và Vedac sẽ sử dụng chiêu X của CDK. Xài đi. Bùm. Bao nhiêu máu? 4k đam luôn. Thậm chí nó còn được tăng đam lên nữa nha. Đó, tất cả chiêu cây CDK nó sẽ được tăng đam khi mà quýnh lên Dragon. Ý mình là có thể quýnh xuyên giáp. Còn tăng đam hay không thì mình cũng không chắc nữa. 4k đam đúng không? Đau vãi luôn á. Bao ti của Vedac nó chỉ bằng mình thôi nha các bạn. Mà quýnh một chiêu 4k mấy máu. Thì mình không biết đây có phải là cái tương tác khá là thú vị của cây CDK với lại trái Dragon hay không nữa. Chính trong phim á, Odin cầm kiếm chém hai vết thương trên ngực của Kaido luôn. Nhưng mà trước khi qua bí mật tiếp theo thì khoan đã, các bạn biết gì chưa? Hiện tại mình đang có một cái kênh phụ mới đăng về Toilet Tower Defense. Và những video trên kênh phụ đó cũng chất lượng y chang kênh chính của mình luôn. Nên là các bạn hãy nhớ ghé sang đó và đăng ký cho mình nha. Và đến với bí mật tiếp theo, vẫn là câu hỏi cũ, em biết đó là gì không? Không, sao em biết được? Mê cay quá. Thì như các bạn biết, những giác quỷ của chiêu bay như chết flame hay là chết light chẳng hạn, khi mà chúng ta sử dụng chiêu F để bay như thế này, nếu như mà đối thủ gây đam cho chúng ta thì cái chiêu nó sẽ bị cancel. Quýnh anh thử coi Phúc. Đó, nó sẽ bị ngừng lại. Đây là một cái điều khá là bất tiện khi mà các bạn muốn bỏ chạy ha, bởi vì tự nhiên đang bay cái bị đứng yên thì sao mà chạy nữa. Lúc đó thì các bạn chỉ có bị quay. Và nếu như mà các bạn đã quá khó chịu với chuyện đó thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần đổi qua sử dụng trái nhung nham. Đây, một trong những trái quỷ cũng có chiêu bay khá là VIP nha. Thì khi các bạn sử dụng chiêu bay chứ nhung nham và đối thủ tấn công các bạn, rồi quýnh anh thử đi, tấn công anh đi, xài chiêu luôn đó. Hay là thậm chí là bị cả trái của mình cầm như thế này. Ui da da. Nhưng mà các bạn vẫn không bị mất chiêu nha, chỉ là bị mất một xíu máu thôi mà. Ơi tha anh đi, tha anh đi. Mày ơi gì vậy? Mày gì vậy? 33k bao ti đó Phú. Bộ em hèm bao ti lắm. Cay quá. Và đến với bí mật tiếp theo, như các bạn biết thì trái Rumble chính là một trong những trái mà có chiêu di chuyển bá đạo nhất đúng không? Với chiêu F các bạn có thể lướt tới phía trước 3 lần. Nhưng mà khi mà các bạn biết được bí mật này thì mọi chuyện sẽ khác. Thì như các bạn thấy ở đây, anh bạn này có thể sử dụng tới 7 lần lướt của trái Rumble. Và để làm được điều này thì đương nhiên là cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn hãy sử dụng 3 lần chiêu F cho mình nha. Rồi sau khi sử dụng 3 lần chiêu F xong, các bạn chỉ cần việc spam chiêu F thiệt là nhanh cho mình như thế này. Các bạn spam liên tục nha, đừng ngừng lại nè. Coi lướt 4 lần là phút. 1, 2, 3, 4. Anh bị đứng bên nè. Em hay đứng yên chỗ. Rồi giờ anh làm lại em con lần nữa thôi nha. Má này phiền okay. Thiệt nè, 4 lần lướt luôn nè, có khi 5 lần luôn á. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, không được 5 lần. Sao làm được nhiều tới 4 lần vậy? Nhưng mà anh nghĩ nếu như mà nhanh tay anh có thể làm được nhiều hơn á. Từ 1 lần nữa thôi, cho mình thử lại 1 lần nữa thôi nha. Nào, nhận hết sức luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ở nhà, tôi đếm nha. Thôi, mặc dù hơi thất vọng về trái Rumble này, bởi vì nãy giờ mình thử gần 5 phút nhưng mà không thể nào lướt được 7 lần. Mà không sao, đến với bí mật tiếp theo. Rồi, ẹ của em có trái T-Rex vĩnh viễn không Phố? Có. Rồi, lấy trái T-Rex ra đây, anh cũng sẽ lấy trái T-Rex luôn nha. Thì ở bí mật này các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình đó chính là hai người sử dụng trái T-Rex. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ đi biến hình. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tích nộ để có thể biến hình T-Rex nha các bạn. Cú đâm xem xét, thợ săn nổi giận. Xài chiêu á, các bạn phải đọc tên nó lên nó mới gọi là Blockfoot Player, các bạn hiểu không? Có búa sức mạnh không? Có, đọc tên là mới mạnh hơn, em xong chưa? Thì sau khi đầy thanh nộ các bạn chỉ cần việc biến hình T-Rex. Ủa sao anh tàn hình luôn hả, gì vậy? Ui,
Em thấy anh còn bình thường mà. Hồi nãy em không biết anh mới trải qua đâu, tự nhiên anh thấy anh biến hình mà anh không biến hình. Là sao nữa? Ai thì sau khi chúng ta biến hình hai con khủng long thế này á thì ơi bậy bậy lộn. Rồi thì sau khi chúng ta biến hình hai con khủng long như thế này, bước tiếp theo chỉ cần sử dụng chiêu C, giữ chiêu C đi Phúc. Rồi buông ra cùng lúc nha. 1 2 3 buông. Ui ui. What the hell. Ôi, anh bị sỉnh luôn rồi gì á? Em thấy cái pha nãy mà đúng không Phúc? Em thấy cái pha nãy mà đúng không? Hai. Ê, lại cái nữa rồi, má nãy nó sỉnh quá, nó không kịp thấy chứ chơi coi. Từ, điểm ơi. 1, 2, 3. Ui. Ê, má cái này bựa vậy. Quất. What the hell luôn á. Ê mà còn có hiệu ứng bị sỉnh nữa nè, bình thường là có bị không ta? Có, bình thường ai cắn là bị à. Tự nhiên xài cái bí mật này cái anh thấy nhớ cái Spiky chơi đành quá à. Em còn nhớ cái bí mật đó không? Nhớ đã từng làm. Rồi, vậy thì sẵn sàng chưa? 1, okay. 2, 3, quất. Vẫn bá đạo như ngày nào ha. Ê Phúc, anh thử anh đứng phía trên rồi em đứng phía dưới thử nha. 1, 2, 3, quất. Ui, what the hell. What the hell? Lên đỉnh luôn. Và đến với một bí mật tiếp theo ở C2, đó chính là một nơi khá bí ẩn nha. Đầu tiên các bạn thấy cái chỗ trụ factory ở đây không? Bình thường thì chúng ta chỉ đi lên đây để chơi hoặc là win factory thôi đúng không? Win nhà máy kiểu á. Nhưng mà ở bên dưới factory này nó có con NPC tên là Cyborg. Và khi mà các bạn nói chuyện với NPC này, nó sẽ cho các bạn mua một thứ gì đó với giá 1k5 fragment. Và chắc chắn rồi, đó chính là con thuyền Latin. Một trong những con thuyền phải gọi là xịn nhất luôn. Bởi vì nó có cái đèn phía trước nữa. Không biết đi vô mấy vùng tối nó có sáng được không ta? Ừ, không chừng sáng hơn luôn á. Ừ, anh nghĩ vậy á. Tại Lockwood là kiểu game logic mà. Ok, và sẵn tiện nè, ở C2 thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bí mật cũng khá bá đạo về trái bottle ở C2 nha. Thì như em biết đó, chiêu ít của trái bottle chính là một trong những chiêu có thể sử dụng và đi xuống nước mà không mất máu luôn đúng không? Đúng rồi. Đó, anh đi lên mà thanh máu vẫn kiểu còn đầy nguyên luôn. Tuy nhiên chiêu ít này vẫn có thứ có thể khắc chế được nó. Em biết đó là gì không? Không. Vậy chưa hỏi cho mày không rồi. À, thằng này thôi được rồi, theo anh nè. Đầu tiên em chỉ cần đi lại chỗ lava này, em bật chiêu ít của trái bao tàu và đi xuống dưới lava thì máu của em nó vẫn sẽ mất liên tục. Ồ, em hiểu rồi đó. Đâu em làm thử đi Phô. Ok. Dạ, rồi chạy đi. Wow, ủa sao mất máu hay vậy? Ờ em hay mà. Hắc hả? Nè em đi vô lại bình thường. Trời ghê hả? Bình thường hả? À mày bình thường. Ủa tức mất. Ủa anh định làm cái gì ạ? Anh tính dịu lava em mà sao không được. Uầy bro. Và đến với một bí mật của trái quỷ quốc dân, trái mochi. Ok, bây giờ anh sẽ lấy trái mochi ra. Sao em còn xài mochi V1 vậy? Em còn kẹt ở lại quá khứ mà. Ôi má cất đi Phúc ơi, để fan thấy phản cảm lắm. Thôi tập trung vô bí mật nè. Khi mà em sử dụng chiêu dách á và buông ra thì nó sẽ giật lùi lại phía sau một tí như thế này đúng không? Tuy nhiên thì trái mochi này có cái lỗi, đó chính là khi mà em sử dụng chiêu dách và chĩa xuống đất như thế này và buông ra, bùm, em sẽ được bay lên siêu cao luôn. Xài chiêu dách trái mochi và bùm, ghê không? Wow, nào đâu em cũng muốn làm nữa. Đâu nè Hương ơi, sẽ dắt đó nha. Đây. Ôi sao kỳ à. Ok, và một bí mật tiếp theo ở C1 nữa mà mình khá chắc chắn là các bạn chưa bao giờ nghe tới luôn. Rồi, em đâu rồi Phúc, ở đây nè. Em nè. Đố em nha, em biết ai ở trong hang không? Mù hả? Gì? Không phải. Không phải. Săn tóc đỏ. Thì đây chính là một trong những con boss mà chúng ta không thể nào mà kéo nó ra khỏi hang được. Đó các bạn thấy không? Nó chỉ có thể đứng ở đây và thậm chí là quýnh không chúng chúng ta nữa. Nhưng mà anh có một cách để có thể kéo con săn tóc đỏ này ra khỏi hang á, em tin không? Đầu tiên thì chúng ta chỉ cần dụ lại bức tường thế này và sử dụng chiêu dách của cây sa đi và bùm. Ui, cái ngoài thiệt kìa. Ồ vãi. Hay vậy. Ui iPhone lên bạn kia rồi đánh kìa, bạn kia rồi đánh chung kìa. Ok, và một bí mật tiếp theo nữa đó chính là khi các bạn đăng ký kênh của mình và random trái quỷ thì ôi nó giục trái quỷ của anh luôn kìa. Ôi gọi tóc đỏ đồ xe cho bạn hiểu không ơi. Ơi lên tóc đỏ ơi, cho bạn làm gì trời ơi. Xe tóc đỏ dừng lại đi. Trời ơi xe tóc đỏ.